Cái gì vậy? Tắt nhạc coi. Cái trời ơi, cái tiếng gì vậy? Tự nhiên sao cái đồng hồ mình nó đổi nhạc vậy trời? Trời ơi, trời, để tôi xuống để đánh răng coi không hiểu cái chuyện gì xảy ra luôn á. Giờ hỏi dạ cái gì vậy? Trời ơi, sao có cái nhạc coi. Trời ơi là trời, có cái thằng nào đó trời ơi. Trời đập 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 sao cái nhạc của tôi nó lại xuất hiện hiện tượng gì lạ quá vậy? Trời ơi, bực mình đi chứ sáng ra cái nghe cái nhạc nhấn hết cái đầu luôn các bạn ơi. Thôi được rồi, lên máy tính rồi các bạn. Trời ơi, sao cái máy tính của mình cũng bị cái gì luôn rồi? Ê, tức quá không có làm gì hết, ngồi xem tivi thôi các bạn ơi. Trời ơi là trời. Đi đáp ơi, ra đây. Cái gì nữa nó, cái thằng nào nó kêu mình nó vậy, cái gì, có chuyện gì? Hay cứ vô từ bà là hay cứ vô từ bà là quá lớn em ơi, chỉ là không biết. Em quay nè. Thằng dắt nữa nè. Mệt mày hai tụi mày quá trời ơi, suốt ngày cứ nghe hãy cứ vô tụi mày hãy tới cái đầu tụi mày. Mà tụi này ghê phiền phức quá các bạn ơi, trời ơi là trời. Trời ơi mày không biết cái gì hết, cái này là trang TikTok mà. Cái gì lại sao? Phiền quá quá, tao ơi, ngủ tiếp đây, mệt quá. Khoan, ơi. Quan trọng này, quan trọng không phải là cái chen mà là tao có lưu được số điện thoại của khứ áo xanh đó. Thì đúng tối nay chúng ta canh lúc 3 giờ sáng ổng ngủ á, cái mình gọi mình chọc ổng chơi. Thôi tụi mày phiền quá quá, thôi tao mệt mày quá, tụi mày tự làm đi. Trời ơi, bữa trước gọi 3 giờ sáng rồi tụi này còn không chờ đó, bây giờ tụi nó muốn gửi đó. Thôi kệ. Chán gì vậy thôi. Mệt tụi nó quá, sáng ra sáng sớm ra cái đồng hồ với lại cái cả máy tính của mình nó cũng bị nhiễm cái đó nữa. Thôi mệt đi ngủ. Ơi, mình bỏ cái đầu mày ra coi, tao không thấy gì hết. Trời ơi, trời ơi. Nè. Tắt máy rồi. Tắt máy luôn rồi. Tắt máy rồi. Đừng gọi nữa. Trời ơi. Rồi. Ủa sao có cái nhạc gì nghe ghê quá vậy? Cái nhạc thứ tư, nhạc thứ tư á. Trời ơi là trời. Cái gì vậy? Ôi, đằng sau mày kia to gà. Hãy từ một từ quả là quá là tao gà đang tao. Cái thằng này tiệt chứ tao tức nó ghê mày bỏ. Giờ sao mày không giận rồi? Chẳng lại lẻ lên rồi. Trời ơi. Trời ơi, nó đi rồi, nó đi rồi. Nhưng mà tao gà ơi, mày làm cái gì vậy? Trời ơi, mày gọi ổng làm cái gì bây giờ? Ổng bắt đầu ổng ám cái lại mình rồi. Ai đâu hoài mệt tụi này ghê á. Sao cúp điện luôn rồi? Ôi lần sau. Trời ơi, sao mà ghê vậy Huy Lú? Trời ơi, tao có biết gì đâu. Sao lưng mày kia Huy Đắp ơi. Cái gì ơi, sao tôi càng lùi là nó càng đi tới vậy? Nó cứ đi theo hoài gì? Tôi đứng yên, nó cũng đứng yên luôn các bạn ơi. Tụi bay ơi, bây giờ mình lùi từ từ ra cánh cửa xong tụi mình chuẩn bị chạy nha. Ok, vậy để tụi mình mở cái vòng trước nè. Trời ơi, tụi mày đập chưa, đập đi. Chuẩn bị nha, tao đứng ngay cửa nha, chuẩn bị chạy nè. 2, 1, chạy. Trời ơi, tôi không thấy đường gì. Cái nút, lấy, cái nút rồi. Ôi, sáng được xíu rồi nè các bạn ơi. Vô, chết rồi, bên trong. Có cái tủ này. Chui vô. Ok, được rồi, chui rồi. Các bạn ơi, sao quá. Ui, nó kìa. Im lặng, đừng để cho nó biết các bạn ơi. Trời ơi. Nó đi rồi. Trời ơi, may quá các bạn ơi, đúng là sợ thiệt sự luôn á. Trời ơi, nhưng mà bây giờ làm sao để nó có thể gọi là giải hóa cái lời nguyền này đây. Trời ơi, thằng dắt cái thằng tô gà nó thực sự chơi ngu thiệt chứ. Ủa, trên laptop của thằng dắt nó có cái gì vậy? Ủa, cái gì đây? Cái tóc cộng cái áo màu xanh cộng cái đôi giày. Cái gì đây? Nếu mà mình mặc những bộ đồ này vô là mình có sức mạnh hả? Trời ơi, có thiệt không vậy? Ủa, này nè, nhìn nó khá giống thằng khứa áo xanh nha các bạn ơi. Vậy là tôi phải thu tập đủ ba cái này nè các bạn ơi. Cái gì? May quá các bạn ơi, lên được cái cây rồi. Trời ơi, chết tôi rồi. Phải chạy thôi. Có cái
gì để chặn nó lại không đây? Trời, có cái nào không đây? Có quả chuối nè. Mình có thể cho nó té nè. Mày trời, quả chuối nè, ngon tới đây, mày chạy lên. Trời ơi các bạn ơi, mình phải đi kiếm được ba cái món đồ đó thì mình mới có sức mạnh để đánh bại cái tên đó các bạn ơi. Mới nói xong thì mình mới kiếm được một cái luôn rồi nè các bạn ơi, đó chính là cái đôi giày vàng này. Đúng là quá dễ mà trời ơi. Ừ, đất xuống hả? Cái quái quỷ gì đây? Đây là chỗ nào vậy? Sao có quá trời cái chân cái thằng cửa áo xanh nó ở đây nó đạp vậy? Không lẽ là tôi phải chơi mà để qua bên kia các bạn ơi? Trời ơi. Cẩn thận nha. Ui trời ơi, mấy cái chân này nó ghê quá, nó đạp mình cái chắc mình bẹp giấy luôn á các bạn. Rồi né qua. Ôi ơi. May quá mấy cái bẫy này cũng dễ các bạn ơi. Ủa, cái này là sao đây? Hả? Làm sao? Ủa kìa. Ồ, cái giày nó vậy, nó đang di chuyển các bạn ơi. Ôi, không lẽ nào muốn vượt qua đó là mình phải đứng trên cái giày này hả? Ôi, chết rồi, phải vượt qua cái giày các bạn ơi. Chạy qua. Ok, được rồi, cố gắng lên. Chạy qua. Chờ mày quá các bạn ơi. Trời, cái gì đây, sao cái ông khứa áo xanh này, ông chu cái mông ra, ông đánh mình hay sao các bạn ơi, ghê quá. Nhưng mà né qua. Ồ, chạy qua. Ồ, kịp rồi. Ui, còn cái này là cái gì vậy, sao cái laser nhìn ghê quá, cái mặt ông đỏ lẹ đỏ lét kìa các bạn ơi. Canh đúng lúc này, canh đúng. Chạy qua. Ok, được rồi, còn cái bên này nữa, các bạn ơi, cố gắng lên. Một xíu nữa. Chạy qua. Rồi, cái cuối cùng rồi. Cố gắng lên, cái cuối cùng này thôi là mình sẽ vượt qua được rồi. Nhảy qua. Được rồi. Thôi được rồi, chạy lẹ ơi các bạn ơi. Đi rồi. Cái gì vậy? Ủa, đây là cái nhà của mình mà. Ủa, cái gì? Ủa, là sao? Trời ơi, tự nhiên sao khó hiểu quá vậy? Trời ơi, không hiểu gì hết luôn các bạn ơi. Trời, tự nhiên tôi đang ở trong một cái chỗ kia, xong rồi tự nhiên nó chuyển qua nhà tôi. Ủa, nhắc nhầm tôi lại, nó lại ở nhà trước nhà mình. Nó lại xem cái video của thằng kia đó rồi. Bỏ ra. Tụi mày làm cái gì vậy? Vứt cái điện thoại ra đây. Vứt. Mày giục mày xuống nè con. Hãy. Ủa, vậy mày nói cái gì? Hãy cái gì? Từ vô từ mình lạc quan lên em ơi. Sao có nhiều cửa áo xanh quá vậy? Chết tôi rồi. Trời, cửa áo xanh nó ghi tôi nhiều quá vậy. Chạy lại các bạn ơi. Cái bộ đồ màu xanh này đúng rồi đó rồi. Lấy lẹ xong rồi chạy tiếp tới các bạn ơi. Trời ơi, trốn vô các bạn ơi. Bây giờ phải làm sao đây? Tụi nó bắt đầu lộng hành rồi các bạn ơi. Cái thằng cửa áo xanh kia bắt đầu lây nhiễm cả thế giới đây rồi. Trời ơi, hai con nhân viên cũng bị biến luôn rồi. Chạy các bạn ơi. Trời ơi, chú. Ui trời ơi các bạn ơi. Trời ơi, ăn dắt kìa các bạn ơi. Trời ơi, nó bị khùng, nó bị điên, nó bị biến thành cái dạng gọi là cái anh cáo xanh luôn rồi. Trời ơi là trời. Ui, nó đi rồi các bạn ơi, may quá. Nhưng mà làm sao để mình kiếm được phần còn lại? Bây giờ mình đã có tóc, mình đã có áo rồi. Mình đã có giày, mình đã có áo rồi. Mình chỉ cần thiếu cái tóc rồi các bạn ơi. Trời ơi. Hai tóc kìa, nhưng mà thằng tô gà nó đang canh giữ. Bây giờ làm sao đây các bạn ơi? Trời ơi là trời. Bỏ cái loa đằng sau tôi. Tôi có ý này. Rồi, đi khẽ thôi, đừng để cho nó thấy các bạn ơi. Đặt cái này ở đây, sau đó mình chạy vô lại các bạn. Ok, được rồi. Bây giờ mình chỉ cần lấy cái nút này. Cái này nè các bạn ơi, bây giờ mình chỉ cần bấm một cái thôi. Tít. Đó, nó sẽ bắt đầu phát nhạc. Đó, phát nhạc ở dưới các bạn. Và con này nó sẽ bắt đầu nhảy nè. Xem nó có chạy không các bạn. Nó nhảy, nó múa kìa. Được rồi, bây giờ mình sẽ tăng tốc lên tầm khoảng gọi là bao nhiêu ta? Nhanh hơn xíu đi, gấp 2 lần đi. Hãy cha. Ui, nhạc chạy nhanh luôn các bạn ơi. Nó cũng chạy nhanh luôn. Nó bắt đầu chạy nhanh, nó bắt đầu chạy khủng khủng kìa. Mình sẽ tăng gấp gọi là 10 lần, 100 ngàn lần luôn. Ui ôi, chạy nhanh quá các bạn ơi, không nghe gì hết. Nó chạy thật lâu kìa các bạn ơi. Trời ơi là trời. Trời ơi, nó chạy. Trời ơi, nhanh quá, nó cũng bị khùng điên cho cái nhạc luôn các bạn ơi. Tắt nhạc các bạn ơi, tắt cái nhạc này đi. Ok, được rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi lấy cái tóc thôi. Lấy thôi nào. Ô trời ơi, đặt quá ơi, em ơi. Chết rồi. Phải lấy cái này nhanh đây chưa. Không nói đâu như vậy được. Lần đầu tiên ngươi nói bằng từ khác hả? Nhưng mà không sao, ta đã biến thành khứa tóc xanh rồi. Khứa áo xanh, tóc xanh hay áo xanh thì cũng giống nhau hết. Và bây giờ chuẩn bị chiến đấu đi. Hãy cho. Tiến đấu tiếp đi đâu à? Như mình chạy đó các bạn ơi. Hai chân mình dài quá trời luôn. Chưa sức chiến đấu mày. Hãy cho. Hãy cứ vô từ giờ lạc quan lên em ơi. Chị là cổng heo lưng thôi. Đâu rồi, muốn chiến đấu gì? Hãy xem đây. Trời ơi, ông cứ quýnh mình lên ngoài tức ghê các bạn ơi. Mà không sao, mình vẫn chơi được. Hãy cho. Xem đây. Trời ơi, mình bay lên ngoài. Ôi, nó chết mất tiêu rồi, phải các bạn ơi. Nó chết rồi kìa. Quả là đơn giản thôi các bạn.
Tôi nghĩ giết ta dễ vậy cái sao? Cái gì? Sao lần sau phải cho? Cái tên này, ủa mình nhớ hắn ta chết rồi mà. Ngày nãy mình xử hắn ta nữa, hãy cho, hãy cho. Lần này thì cho đây, cho, cho. Giỡn mặt hả? Ôi, hắn ta bay lên trời rồi, chết nè. Trời ơi, mình chạy xuyên qua, giỡn mặt nè, chết nữa rồi. Lần này là chết. Chết tôi rồi. Tại sao hắn ta có thể hồi sinh được chứ các bạn ơi? Chết tôi rồi. Làm sao? Ủa, cái gì kia? Tì ra là cho chính là cái kia các bạn ơi. Đúng rồi, do cái này đúng đâu? Không phải đâu. Đúng rồi. Không phải à, chuẩn bị nè. Hay cho. Vậy là hắn ta chết tuyệt rồi các bạn ơi. Yeah. Trời ơi, đúng là có sức mạnh của Khứ Áo Xanh đã thì chứ. Ôi, Khứ Áo Xanh kìa chạy. Đây là tao nè, Quý Núp nè, không thấy cái mặt hả? Quý Núp Khứ Áo Xanh nè, thấy chưa? Trời ơi. Chơi, nhìn tao đẹp trai là đúng rồi. Thì ok các bạn ơi, nên cái video của mình có đây. Và các bạn đừng quên để lại cho tôi một nút đăng ký, nút chia sẻ. Đừng bao giờ nhớ ngăn tao cả nhân dân nha. Gọi điện vào 3 giờ sáng. Ai gọi nè?